Báo Người Lao Động đưa tin, chiều ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Sân bay quốc tế Bắc Kinh rực rỡ quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc, hai hàng tiêu binh dọc thảm đỏ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Trước đó, cùng ngày 18 tháng 8, ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm kéo dài đến ngày 20 tháng 8 này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến ông Hoàng Khung Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và toàn thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới là để cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc trao đổi về các biện pháp tiếp tục đi sâu và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Khung Minh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông bày tỏ vinh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam lựa chọn thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm. Đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu hoạt động cách mạng, điều này thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai Đảng, hai nước. Khẳng định nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về ủng hộ các địa phương hai nước tăng cường hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Đông và các địa phương Việt Nam thúc đẩy giao lưu thường xuyên, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư và kết nối chiến lược, hoan nghênh các doanh nghiệp của Quảng Đông mở rộng quy mô đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước từ cơ sở, từ địa phương, thêm nguồn sức mạnh để quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng tốt đẹp, bền vững. Ông Hoàng Khung Minh khẳng định mong muốn của Quảng Đông trong việc cùng các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam tăng cường giao lưu và hợp tác thực chất, góp phần thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới. Cùng ngày, tại thành phố Quảng Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện các tổ chức hữu nghị, thân nhân của gia đình các tướng lĩnh, cách mạng, các chuyên gia, cố vấn từng giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, các cán bộ, nhân viên đã và đang tham gia bảo tồn những di tích liên quan cách mạng Việt Nam, nhân sĩ trí thức tiêu biểu của Trung Quốc, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và thanh niên Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng mỗi đại biểu có mặt tại cuộc gặp gỡ này, dù là ai, ở cương vị nào cũng đều mong muốn quan hệ Việt Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng nhằm củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, như đã được khẳng định trong tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam tháng 12/2023, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Sáng cùng ngày, ngay sau khi đến thành phố Quảng Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại căn nhà số 13, nay là 248-250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, là địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Châu trong những năm 1924 đến 1927. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và ra tờ báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Tổng Bộ Hội. Chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Đông luôn quan tâm bảo tồn di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi vào sổ lưu bút.
Bạn thấy sao về thông tin này? Quý khán giả hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Xét về số vốn đầu tư, Singapore vẫn đang giữ ngôi vương. Nhưng xét về số dự án đầu tư mới, Trung Quốc là nhà đầu tư đang dẫn đầu. Vốn đầu tư nước ngoài FDI Trung Quốc vẫn đang tăng tốc đổ vào Việt Nam. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Ngày 13 tháng 8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, ông Xi Yongwu, giám đốc Goldwind International Đông Nam Á, đại diện các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản xuất linh kiện cho tua bin điện gió tại Trung Quốc, cho biết Goldwind thuộc top 3 các nhà sản xuất tua bin gió của thế giới, cung cấp hơn 47.000 tua bin gió với tổng công suất lắp đặt toàn cầu vượt quá 97 GW. Dịp này, đoàn muốn khảo sát và chọn địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp tua bin điện gió công nghệ cao tại khu phi thuế quan Logistics và công nghiệp Lạch Huyện, Hải Phòng. Trước đó một tuần, tại hội nghị xúc tiến đầu tư của Hải Phòng tổ chức ở thành phố Thông Quyến, Trung Quốc, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao 7 giấy chứng nhận đăng ký mới và mở rộng đầu tư cho các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn gần 200 triệu đô la Mỹ. Các lĩnh vực doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư dịp này chủ yếu trong sản xuất tấm năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử, gia công phụ tùng ô tô. Cũng tại sự kiện này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cũng ký kết 4 biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư lớn của Trung Quốc. Nếu trước kia, Trung Quốc chỉ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, thì trong vòng 5 năm qua, Trung Quốc luôn nằm trong top 5 quốc gia có lượng đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy, trong 7 tháng năm nay, Singapore dẫn đầu với tổng vốn FDI vào Việt Nam gần 6,52 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 36,2% trên tổng vốn đầu tư, tăng hơn 79% so với cùng kỳ. Hồng Kông đứng thứ hai với hơn 2,19 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Kế đó là Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy vậy, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới, chiếm gần 30%, tăng gấp 7 lần và trở thành nhà đầu tư lớn thứ 6 trên 146 đối tác đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận xét, điều tích cực dễ nhận thấy nhất là vốn FDI từ Trung Quốc có sự xuất hiện tên tuổi nhiều tập đoàn có quy mô quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, điện, điện tử, chế biến, chế tạo, hạ tầng cơ sở, năng lượng tái tạo, xe điện. Thực tế quan sát cho thấy, nếu vốn FDI Trung Quốc vào Việt Nam trước đây thường tập trung vào các ngành nghề sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng, sắt thép, giày da, may mặc, chế biến thực phẩm, bao bì nhựa, thì mấy năm trở lại đây, vốn Trung Quốc chuyển dịch sang các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất công nghiệp, điện tử, ô tô, năng lượng xanh. Mới đây, tập đoàn BOE Bắc Kinh đầu tư nhà máy thiết bị đầu cuối thông minh tại khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Bà Rịa, Vũng Tàu với tổng vốn 277,5 triệu đô la Mỹ, chuyên lắp ráp và sản xuất màn hình cho máy vi tính, TV, bo mạch, dự kiến hoạt động năm 2026. Năm 2019, BOE Bắc Kinh cũng đưa vào hoạt động nhà máy ở Đồng Nai. Đến nay, nhiều dự án trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, thậm chí lên tới cả tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc như GoAtec, BYD, Radian, Protex, Quintech, Dili, China Solar đã có mặt tại Việt Nam. Gần đây nhất là dự án liên doanh với tập đoàn Gelastipco, sản xuất xe điện Omoda và Checo thuộc tập đoàn Chery Trung Quốc, trị giá hơn 800 triệu đô la Mỹ,